Ok, chào anh. Chào anh. Rõ không anh? Mình nghe tốt anh. Rồi, ok. Mẹ. Nó chạy. Giỏi quá. May cái. Mà đào đồng. May cái hả? Ồ, đảo. May. May. Giỏi rồi đó. Giỏi rồi đó. Bây giờ thì làm sao? Mày lấy cái cưa, mày cưa cái máy mày ra đôi đó phải không? Cưa được rồi, đã cưa rồi. Chú nói làm sao? Thôi ok, thôi giờ có tay xin mời vào rồi. Thì bây giờ mình hỏi thăm chút xíu về cái tình hình. Đại khái là con có biết là cách đây ngày 15 tây này thì ông Tập ông qua bên đó để mà ông nói chuyện với phía bên Mỹ, thì nghe đồn đô la người Việt mình đã tổ chức những cái buổi biểu tình chống đối là nghe là ghê gớm lắm hả Tài Sình Mai? Đâu có, nói vậy thôi chứ bây giờ mà còn dám đứng ra biểu tình, xin lỗi còn gì nó đâu biểu tình. Con thì con không biết làm sao chứ con thấy hầu như là đứng đó hét cho nó có vui vậy thôi, chứ thật sự là cũng đâu có làm được cái gì đâu. Tại vì nó đúng ra là người Việt mình có cái phong cao trào gọi là ăn theo đứng cho nó vui xâm tụ vậy thôi, cho nó ấy thôi, chứ thật sự mà nếu mà nó làm được cái gì thì con nghĩ cũng chẳng làm được cái gì đâu. Dạ đúng rồi, cũng chẳng làm được cái gì đó. Nhưng mà nó vậy cũng làm được cái gì. Cái thời buổi bây giờ nó ra là mấy người chống nó hình như là nó đúng ra là chỉ có là cái chỉ sĩ nó lớn quá cho nên đi cho nó có xôm tụ vậy, chứ thật ra cái lòng nó ngán, nó chán rồi. Đại khái vấn đề còn có tao là ý mà đừng có quên tao nha, tao đó nhà tôi có ông tôi biết mà, mày nói cái miệng thôi chứ kêu đi đâu chịu đi. Nhà tôi còn ngon tôi biết mà, cứ mở miệng là chống mà kêu chuẩn bị đi biểu tình ở trên San Phan là không đi, nó thôi tao thả nhà chứ không đi là không đi. Nhà có anh ta cho anh ông nhà mình rành quá. Cho hỏi thăm câu chỗ của Mike ở bây giờ đó, thời tiết bây giờ sao Mike? Bây giờ nó cũng mát đó chú, không có gì hết, bình thường. Dạ, thời tiết ở sau San Diego này thì là nói thẳng rằng câu là nói tóm lại câu là hai chữ là rất là tuyệt vời. Men ngày hôm nay là 82 độ. Dạ, đúng vậy chứ. Nói tóm lại tuyệt vời đó. Dạ. Ngày hôm nay 82 độ. Đã quá. Nhưng mà bắt đầu ngày mai là bắt đầu lạnh được rồi tôi. Bắt đầu ngày mai bắt đầu lạnh bạn. Thế thôi. Rồi, để thì rất là vui. Trời con chút nha. Rồi. Rồi. Hôm nay có ta xin mời tham gia cái diễn đàn của mình thì cũng rất là vui, là bởi vì anh đã sống ở bên California, tôi thì đang sống ở Việt Nam, cũng sắp sửa về rồi. Còn anh chàng này là xin giới thiệu mọi người, chắc là để tất cả mọi người mà nếu vào và nói chuyện với fan của mình đó, nói lại có là fan đó, thì con đã biết anh này là nguyên giờ đâu coi như là anh một chàng Ulit Mỹ gốc Việt đã tháng vậy. Về luật lệ và cộng đồng người Việt thì ảnh quá là ok, thì ảnh có những cái tiếng nói mà thực sự là mình ấn tượng, nói hẳn như vậy. Và ngày xưa bố của anh chàng này là cũng một người okay. Sự rồi con nói đi con. Ok. Ở đây có bố nào Công giáo không vậy? Không. Nhưng mà... Tại vì nếu đạo Công giáo cho hỏi một câu hỏi thử coi có hỏi đi mình trả lời được không? Hỏi đi mình biết. Thường á là theo con thấy á, là đạo Công giáo hay đạo Phật gì cũng vậy hết trơn á, thì khi mà người ta là làm đám cưới hay đám hỏi hay là đi coi nhà phong thủy ABC các kiểu á, thì đa số là người ta đi coi thầy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Người ta chọn ngày này tháng tốt, ngày kia tháng tốt đúng không? Ví dụ như mình nói là mình muốn thứ Bảy này cưới, thì ông cha nhiều khi nói thứ Bảy này ngày không tốt, phải giờ qua thứ Bảy sau. Hoặc là 9 giờ rước lễ là phải 9 giờ, chứ còn nếu mà 8 giờ 15 thì nó không có hên. Okay. Đúng không? Đúng không? Hai bố. Okay. Đúng rồi. Đúng không? Mà tại sao người ta có thể khoán được là cái ngày nào tốt, ngày nào xấu, nhưng mà còn cái ngày mà tụi nó bỏ nhau sao không ai đoán được bố? Hỏi khó quá à. Hỏi khó quá à. Hỏi chứ. Tại sao họ có thể đoán được exactly á là ngày cưới, ngày động phòng, ngày hoàng đạo, ngày gì họ đoán cũng là bớt phải cách đi chặt ngày là tụi nó sẽ không có hên. Nhưng mà tại sao còn cái ngày mà bỏ nhau sao lại đoán không được ta? Vô lý. Đó, còn có cái ông cha ông nói rồi, mày hỏi Chúa nha, sao mà hỏi tao? tại vì cái này á, mình nói chuyện á là mình không có muốn đụng chạm vô tới tôn giáo, nhưng mà có nhiều cái thắc mắc rồi mình cần hỏi. Ví dụ như con nói đơn giản đi, ví dụ như mình nói là thường á, mấy người bên công giáo, mình không có xuyên tạc nha, mấy người bên công giáo họ nói là Chúa là quyền lực vô biên, đúng không bố? Rồi là, gọi là quyền lực toàn năng là vô biên. Để bây giờ mình có cái ok, mình cho là vô biên đi. Rồi theo như sách Kinh Thánh nó biết đó, là cái người mà Hồi giáo á, là cái người mà Do Thái đó, là giết Chúa Giêsu. Wow. Người Hồi giáo đâu? Không phải, cái người Do Thái chứ. Do Thái giết Chúa Giêsu. Do Thái giết Chúa Giêsu là trong sách nó ghi như vậy. Ok. Rồi khi mà người Do Thái giết Chúa Giêsu, mà theo như bản năng mình nói đơn giản thôi, là thí dụ như người nào quýnh mình thì mình phải là trả thù lại, đúng không? Mà bây giờ theo như Chúa có lòng bao la đi, là Chúa không cần phải trả thù, để qua một bên. Thì bây giờ cái người mà Palestine á, là cái người đó cũng thờ Chúa Giêsu, đúng không? Ok. Đấy. Thì nếu mà cái người Palestine họ cũng là thờ Chúa Giêsu á, thì bây giờ á, ví dụ như Chúa mà có quyền lực toàn năng á, thì không cần trả thù. Ví dụ như người Do Thái bắn tên lửa qua, thì Chúa chỉ có thể làm phép làm sao cho những cái tên lửa nó rớt xuống, nó đừng có bay qua để chết những người mấy chục ngàn người kia, cũng đều là con chiên của Chúa, mà tại sao ổng làm không được? Quyền hạn là vô biên mà, mình có phép thật, mình có vô biên. Thì bây giờ mình đang hỏi là cái lòng tin đó nó có được xứng đáng hay không thôi. Mình không có xuyên tạc, mình chỉ hỏi là có xứng đáng để mà mình cho cái đó là cái thuyết, đó là thuyết đúng hay không thôi. Mày hỏi khó quá, sao hay trả lời được? Tại rồi Chúa ông nói ông ta ngồi nhậu cho nên đó, tay trên tay ông chặn lại không được. Không, ví dụ như mình là một người có power thì mình có quyền ngăn cản cái trái đỏ. Bây giờ mình không giết người Do Thái, mình không muốn nó chết những con chiên của mình, thì mình chỉ làm sao cho những cái trái tên lửa đó nó đừng có nổ, hoặc là nó rớt ở đâu á, nó đừng có chết những cái con chiên của mình. Mình chỉ cần cái yêu cầu như đó thôi, mà tại sao không có thể mà để chết tới mười mấy ngàn người như vậy? Mà tôi nói cho mày nghe, con nít không, con nít rất nhiều, rất nhiều. Bởi vậy nó khổ cho rằng thường tao đi lính tao biết, anh Phượng cũng biết, khi cái trái pháo binh trước khi anh bắn, anh phải dặn cái ngòi nổ ra, tức là cái đầu của cái đạn nó có một cái khóa, anh mở cái khóa ra, kệ tại súng cối cũng vậy nữa, biết không? Mà lúc vô thì nó mới, khi nó cắm xuống nó mới nổ. Còn cái ông này ông đang nhậu với tao, cái ông quên mẹ nó, ông không có khóa lại, đồ tay đâu khóa, tay cầm ly này, tay cầm kia sao khóa? Ông giới ông tới có kệ mẹ mày, không nói vậy đó. Thấy không? Cho nên ở cái chỗ là không? Tại sao á? Khoáng ngày giờ đám cưới đám hỏi, mày phải đi đúng giờ này, mày phải làm đúng giờ này, ngày động phòng là phải giờ này, đi chặt một phút cũng là xui, đi thế này cái ABC các kiểu đều là không đúng. Mà tại sao cái ngày bỏ nhau mà không ai đón được hả ta? Đó là một vấn đề. Hỏi thăm tình hình những ngày sắp tới của ở San Francisco, cái hội nghị APEC này là thì tình trạng an ninh nó làm sao ta xin? Tình trạng an ninh nó thấy có vẻ không ổn lắm đâu. Tại vì cái vấn đề biểu tình này nó gồm có hai nhóm. Một nhóm là giống như chú Phượng biết là một nhóm là Palestine, một nhóm là người Do Thái. Thì cái người mà Do Thái là cái người tốt, người ta không muốn chiến tranh. Nhưng còn người Palestine thì được gọi là thánh chiến Hồi giáo, thì trong đó nó sẽ có một nhóm nó gọi là phần tử, nó gọi là cực đoan. Và cái số lượng người mà đi biểu tình nó quá đông á, mà mình nói bây giờ mình nói ví dụ thôi nha, sẽ là lẫn lộn trong đó đó. Nó lẫn lộn vô đó, mà ví dụ trong đó bây giờ trong cái 10.000 người dân chết ở Palestine đó, biết không có thân nhân hay người thân gì của những thằng ở bên Mỹ này không, mình không biết. Cái đó là mình không biết. Lỡ nhưng mà cái ngày đó đông quá, nó làm những cái trò như ôm bơm, mà nó làm cái gì á, nói thiệt á, bố ai mà cản cho được. Mình không cản được. Mình thì mình biết là những người hai phe, hai người Palestine với lại cái người Jewish mà ở nước Mỹ này đó, đặc biệt là những người đã ở đó lâu rồi đó, thì họ rất là hiểu biết. Tức là căn bản bây giờ nó, tôi nghĩ là 99% người Do Thái Mỹ và người Palestine đất Mỹ này, họ bằng lòng, tức là họ kêu gọi ngừng chiến tranh, ngừng chiến. Họ chỉ ngừng chiến tranh, ngừng cái đã rồi nói cái gì nói, chứ còn mà vứt thả bom như vậy là họ nói là ngừng chiến tranh rồi nói cái gì nói, muốn giải quyết cái gì, mình còn sống ở đây mình còn giải quyết được, nhưng mà phải ngừng thả bom. Tại vì ông đánh nhau á, mà ông đánh nhau bằng lính đánh bộ đó thì nó dễ, Tại vì mình nhìn thằng, mình nhìn cái người mình biết là thằng này là thằng kẻ thù, thằng này không kẻ thù. Mà khi mấy ông thả bom như vậy đó là không biết thằng nào ra thằng nào cả. Chết dần thì, nhưng mà nó đâm vô có một cái là bây giờ mà nói thí dụ đi, thí dụ bố ở bên Mỹ mà người thân bố là ở Việt Nam, mà bây giờ cái người đó đó người ta thả bom vô trong đất nước mình, nó làm chết bà con của mình trong đó, thì cái người mà ở bên Mỹ nè, người ta sẽ mang một cái mối thù gì đó và người ta lợi dụng cái vấn đề biểu tình này, nó đông lắm, nó đông nhiều khi người ta suy tính không rộng bố không, người ta sẽ làm những cái trò gì á thì nó vô tình nó sẽ làm hại luôn những người tốt nữa. Thì mình biết là như vậy thì mình không biết được, tại vì thôi có một số người thì nhiều khi cái mối thù người ta quá nặng, hoặc là nhiều khi người ta có nhiều cái giống như người ta mất đi thân nhân, mất đi người thân, người ta đau buồn quá. Nhưng mà tôi thì bao giờ tôi cũng có cái niềm tin là cái người Do Thái với lại cái người Palestine ở đây, họ biết là họ muốn cái gì, họ muốn ngừng chiến tranh, ngừng chiến, thành thử là nếu mà họ tôi nghĩ là họ thống nhất cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà nó phá ai, có phá này phá kia thì là mình sẽ, người ta sẽ xử lý xong. Cái này phải đi hỏi Chúa mới trả được. Ok anh. Nhưng mà cái này mình muốn hỏi cái điều này, như vậy thì hình như là bây giờ bắt đầu tới ngày 15 đó thì những cái nhân viên gọi là nhân viên cảnh sát công lực đó, họ có vẻ mạnh tay nữa nha. Họ theo tôi nghĩ có nghĩa là họ đã chực chờ, nói một cách khác chăng nữa, họ hiện diện ở nơi đó là lạng quạng, là họ bắn hết cho họ có nói chuyện mà kiểu họ được lệnh mà là coi như là nếu mà bình thường á thì không có chuyện gì, nhưng mà nếu mà bạo động mà nó tới cái quá đầu mà quá lớn á là có thể gọi là bắn bỏ, chuyện đó bình thường. Nhất là cái lúc này là lúc dầu sôi lửa bỏng. Cái đoàn biểu tình đó là cái đoàn biểu tình của hai người đó là người ta estimate, người ta dự đoán là có khoảng chừng đến 90.000 người á, đông nhiều lắm. Phải không á, rất là đông. Cái dòng mà đông như vậy nó xảy ra những một cái vụ gì á cản không có nổi, tại vì cái số lượng cảnh sát sẽ cản không có nổi, bảo đảm cản. Mình thì hiểu thì bởi vậy thì ý mình muốn nói là bây giờ cảnh sát á, những cái lực lượng cảnh sát họ sẽ mạnh tay ra, họ đã được lệnh rồi, có nghĩa là cái này nó không phải đơn giản như những cuộc biểu tình bình thường khác, họ đòi hỏi cái này hơi kia, nhưng mà cái này là giống vừa nãy là ta Thịnh Mai nói đó, có nghĩa là nó lồng ghép vào những cái chuyện đó, mà khi những cái chuyện mà nó xảy ra mà nó bất ngờ thì họ trở tay không kịp, thì ra ở đây hình như là họ đã có cái lệnh để vậy, và hầu như là cái lệnh đó đã phát cho toàn dân chúng biết rồi đó, đừng có làm ẩu đại khái vậy nha, để họ răn đe. Mà có thể là biết rồi, mà cảnh sát Mỹ mà đâu phải đơn giản đâu, lạng quả là nó bụp liền chứ đâu phải đơn giản đó. Không, nhưng mà cảnh sát Mỹ nó có cái hay lắm, nó có một cái hay là sao? Nó bắn người nào mà không phải, ít khi nào thấy nó bắn Mỹ trắng. Nó có cái hay. Ông bố lật lại mấy cái gì trên YouTube bố coi. Nó bắn này nó bắn, nhưng mà ít coi giờ thấy nó bắn tới người Mỹ đó. Chúng ta được coi thử đúng, ta nói đúng không? Đúng rồi. Mày khai là chi vậy biết nữa. Đồ quỷ. Không tại mày nữa nha mày. Cái này mình thấy thiệt, ví dụ như đi làm việc chung về, mà thí dụ đi làm việc chung đi, mà thí dụ ra mà gặp người Mỹ á, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, nói này nó nói gì nó cũng nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, rồi cười đi. Nhưng mà gặp những cái người khác á mà nói chuyện mà chỉ cần mà sắc sắc nó một cái là tay số là nó nhìn đâu nó có cái hay vậy đó, hay đó. Cái hay đó nằm trong máu rồi, tao biết không, mà cái việc ra em thông cảm anh, tôi không phải là cảnh sát mà tôi biết là người cảnh sát họ phải bảo vệ họ, tại vì thực sự đó, người dân Mỹ họ rất là dữ. Anh phải thông cảm với chuyện này. Tất cả mọi người đều có súng cả, thành thử ra cảnh sát họ phải. Đúng rồi. Cái điều đó mình không phản. Người dân Mỹ rất dữ nha. Nó rất dữ lắm. Không phải là cái tính tình họ dữ, nhưng mà cái cách sinh hoạt của họ là thằng cha nào cũng súng nó làm gì, đâu phải súng để bắn chim đâu anh. Súng để nó bắn cái này, bắn cái kia mà. Thành thử nó rất dữ. Thì nó thì nói tóm lại một cái là đa phần là người Mỹ với người Mỹ thì người ta cùng một giống, đúng, đôi khi á người ta hiểu nhau, cho nên người ta mình nói đơn giản là giống như mình á, giống như cỡ như hai bố mà gặp cảnh sát á là quýu này nọ, tại vì mình không biết người Mỹ, mình sợ, mình nói là bất cứ người nào gặp cảnh sát cũng quýu hết. Nhưng mà tại sao người Mỹ trắng nó nhìn cảnh sát nó không có sợ, là tại vì con em thì giống như mình nói, tại sao người Việt Nam mình nó bên gặp công an á, nhiều khi còn so bụng xuống rủ quýnh tay đôi nữa, thấy không? Nhưng mà gặp thằng bé bên Việt Nam đâu dám rủ cảnh sát Việt Nam quýnh tay đôi, không dám rủ đâu, không có đâu. Còn Con thấy bên Việt Nam á, thấy không, mỗi lần mà cảnh sát mà dựng xe lại hai đứa nào nó xuống nó nhiều đứa nó còn cự nữa kìa, nó cự rồi sau mà nó kêu nó đưa bằng lái nó không thèm đưa, nó còn đứng nó dưới nghề đó. Đó là tại vì nó Việt Nam chứ Việt Nam, nhưng mà trong đó thằng Mỹ nó kêu xuống cái nó đưa này là bố nó đâu dám cự, đâu thằng Mỹ mà gặp cảnh sát Việt Nam kêu ê đưa giấy tờ là thằng Mỹ nó đưa liền, tại vì nó không phải, nó biết là tao không phải Việt Nam thì giống như mình ở Mỹ cũng vậy á. Thằng Mỹ nói chuyện nó gặp cảnh sát Mỹ nó cự hoài à, mà trong đó hả, bất cứ người dân tộc nào gặp cảnh sát á mà kêu đưa là ngồi im, đưa tin thích là lạng quạng là Đảo Quốc, cho nên đưa liền. Tại vì chúng ta không phải người Mỹ, hiểu chưa? Nó vậy thôi chứ có gì hết trơn á. Cái thằng Việt Nam để cự thằng Việt Nam thoải mái, thì thằng Mỹ nó cự thằng Mỹ thoải mái. Tại nó cùng giống, giống như bác Phượng nó anh em mà, cùng giống cự, đúng không chú Phượng? Đúng rồi. Anh em thì mình cự thôi, cái gì đâu, chuyện đó bình thường như cơm đường hộp sữa. Hôm trước mày nói cái vụ mà công an nhân dân với police mà tao cười sặc máu luôn. Mày vậy nghĩa theo kiểu của mày là tao cười thì tao nói chú rồi là con cảnh sát nhân dân à, cái này là công an nhân dân, là tòa án nhân dân, cái gì cũng vì dân phục vụ. Còn bên Mỹ này không có là cảnh là về, cảnh là cảnh báo, sát là sát hại, mà cả chớn là dứt, không có cảnh, không có dân giết con khỉ vào tao xin đấy. Tại vì mấy người không hiểu cứ nghĩ là bên này cảnh sát là phải vì dân, không có đâu, kêu nó lạng quạng tới ha, nhiều khi mà nói cả đội ngoài nó quất luôn chứ nó mà vì dân cái đúng chứ không phải giống như mà không phải giống như công an Việt Nam đâu mà hỏi thế anh giúp em cái này để tôi làm cho, mà làm không xong còn bị chửi nữa, ngon mày đi chửi nó. Đúng rồi. Qua Mỹ nó kêu nó giúp, nhiều khi kêu nó quát tới nó giúp được, giúp nó không giúp nó bỏ nó đi, ngon đứng mà chửi thử phát nó cái biết liền cái gì. Bên Mỹ nè không có cái gì mà tự do đó, tự do lên nói chuyện chơi chứ còn ra đi làm với mẹ luôn chứ đâu có rảnh đâu. Ok anh. Rồi ok. Ê, lúc nào thì anh em mình gặp nhau cho uống ly cà phê. Nhà phải đi quản okay. Phải quản lý thêm một nó đau đầu thế bà. Rồi thôi okay, chào tất cả mọi người nha. Anh Phượng chào đi. Rồi ok. Chào mọi người, ngủ ngon.